Mở đầu chương trình Nụ Cười Ngày Mới, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Câu Chuyện Sức Khỏe. Thưa quý vị, đến với chuyên mục Câu Chuyện Sức Khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề bệnh lỵ trực trùng với cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đô, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xin được chào bác sĩ. Xin chào Kim Oanh, xin chào khán giả. Thưa bác sĩ, bệnh lỵ trực trùng được hiểu đúng là một bệnh lý như thế nào ạ? Về tổng quan thì bệnh lỵ trực trùng là một cái bệnh nhiễm trùng về đường tiêu hóa. Cái tác nhân gây bệnh là một cái vi trùng trực khuẩn gram âm có tên là Shigella. Bệnh thường xảy ra vào mùa hè và có thể gây thành tình trạng dịch lớn ở tại địa phương. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân từ đâu mà dẫn tới việc là chúng ta mắc phải bệnh lỵ trực trùng ạ? Bệnh lỵ trực trùng xảy ra chỉ ở trên người thôi. Ta nghiên cứu người ta không có thấy bệnh lỵ trực trùng. Nó xảy ra ở trên súc vật. Cái nguồn bệnh gây ra là những cái nguồn bệnh mà để phát tán cái vi trùng đó thường là cái người lành mang trùng hoặc là người bị lỵ mãn tính hoặc là cái người bị lỵ cấp tính. Bên cạnh đó thì cái tình trạng mà vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, cái ý thức vệ sinh cá nhân đó, kém thì nó là cái yếu tố chính để mà đưa tới cái bệnh lỵ trực trùng ở trên cơ thể của người. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà cơ thể người đã mắc phải bệnh lỵ trực trùng thì ngay từ khi phát bệnh cho đến khi bệnh nặng hơn sẽ có những cái biểu hiện khác nhau ở từng giai đoạn như thế nào ạ? Thì cái này mình phân tích về sinh lý bệnh thì mình thấy như thế này. Cái thời kỳ ủ bệnh của vi trùng trực khuẩn gram âm này, Shigella này, thường nó xâm nhập vô cơ thể người và nó có thời kỳ ủ bệnh khoảng từ 1 tới 3 ngày. Từ 1 tới 3 ngày đó, nó sẽ bắt đầu cái giai đoạn toàn phát mà nó đi nhanh vô cái giai đoạn toàn phát. À, thì tùy cái yếu tố ký chủ là cơ thể của người và cái yếu tố vi trùng. Có những cái vi trùng nó có mang tính độc lực cao và có những vi trùng nó mang tính độc lực thấp. Cụ thể ở trên cơ thể của người khi mà mắc bệnh lỵ trực trùng, điển hình ở cái nhóm mức độ vừa thì nó có những cái triệu chứng như sau: sốt, cái hội chứng nhiễm trùng đó, thì có thể là sốt và có thể sốt cao 39-40 độ, cũng có thể là sốt nhẹ 38-39 độ và có tình trạng gai ớn lạnh, không có phải là rét run nếu mức độ trung bình. Ngoài ra nó có thể có những cái triệu chứng toàn thân như là mất nước, người có tình trạng nhiễm độc, mạch nhanh, thở có thể là mệt, tình trạng mệt mỏi. Về cái triệu chứng, cái nhóm hội chứng thứ hai là hội chứng lỵ. Thì hội chứng lỵ nó biểu hiện bằng như thế nào? Lúc đầu vô giai đoạn toàn phát thì bệnh nhân đi tiêu phân lỏng. Về sau thì cái tình trạng tiêu lỏng này nó giảm bớt đi và nó cái số lần đi tiêu nó tăng lên. Một cái hội chứng cái dấu chứng quan trọng nữa là cái tình trạng đau bụng. Đau bụng thì nó tổn thương vì cái đặc điểm tổn thương của lỵ trực trùng là nó tổn thương ở vùng đại tràng sigma và trực tràng. Cho nên nó đau bụng thì nó đau quanh cái khung đại tràng. Nó tập trung chủ yếu là đau ở vùng hố chậu trái. Ngoài cái đau bụng ra thì nó còn kèm theo một cái triệu chứng điển hình nữa là mót rặn. Có nghĩa là khi nào mình cảm thấy là người bệnh cảm thấy thốn ở hậu môn. Khi đi cầu xong rồi vẫn muốn ngồi ở trong phòng cầu. Và thường 15-20 phút thì qua lại một lần, 15-20 phút qua lại một lần. Lỵ trực trùng thì cái tần suất đi cầu có thể, những cái mức độ nặng có thể từ 20-60 lần trên ngày. Và chắc hẳn là những cái biểu hiện như vậy sẽ gây rất là khó chịu cho cuộc sống hàng ngày của người bệnh đúng không ạ? Thưa bác sĩ, vậy thì nhóm đối tượng nào sẽ có yếu tố nguy cơ dễ mắc phải bệnh lỵ trực trùng ạ? Đối tượng nào cũng bị mắc bệnh. Từ trẻ em 1-3 tuổi là nặng nhất, là người già, suy dinh dưỡng, suy giảm yếu tố miễn dịch là đối tượng thứ hai. Hai đối tượng này mắc bệnh nhưng mà khi mà những cái tình trạng nặng thì nó thường gặp ở hai đối tượng này. Thưa bác sĩ, lúc nãy chúng ta có nhắc đến việc là bệnh sẽ có tiến triển nặng hơn ở hai nhóm đối tượng đặc biệt. Vậy thì cụ thể đó là những cái tiến triển như thế nào ạ? Về tiến triển thì thường nếu mà ở những cái tuyến có chuyên môn y tế hỗ trợ thì những bệnh nhân người ta được điều trị tích cực, kịp thời, nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn lùi bệnh và thời kỳ hồi phục. Nhưng mà ở những cái khu vực mà cái sự chăm sóc y tế hơi kém hơn thì có thể người nhà người ta không có quan tâm nữa, cho nên bệnh nó tiến triển qua cái giai đoạn là nặng. Nặng là như thế nào? Qua cái giai đoạn toàn phát rồi thì một là bệnh nhân có thể không có chịu nổi, đưa tới những cái biến chứng có thể tử vong. Hai là nó sẽ chuyển tới cái giai đoạn mãn tính. Và thứ ba là nó chuyển tới những cái biến chứng.
thì mình ở đây mình nói tới cái biến chứng ha. Biến chứng mà thường gặp nhất ở những cái thể Shigella, Shiga như hồi nãy mình đã mô tả đó, thì vì cái độc tính nó cao, nó có thể có những cái biến chứng. Thứ nhất là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết thì cái cơ chế sinh bệnh nó ra sao? Khi mà cái con vi trùng nó xâm nhập vô cái đường ruột, qua đường tiêu hóa, nó băng qua cái lớp axit dạ dày, nó xuống ruột, nó gây tổn thương ở dưới đại tràng, thì nó tổn thương lớp niêm mạc. Thì từ cái lúc tổn thương cái vi mạch nhỏ đó, nó có thể xâm nhập vô trong máu. Ở những người mà có thể suy giảm miễn dịch thì mới có cái hiện tượng này, còn đa số thì không có hiện tượng này. Nhiễm trùng huyết thì gây vi trùng nó xâm nhập vào trong máu, nó đi khắp cơ thể, nó sẽ gây ra nhiễm trùng đường máu. Thứ hai là có cái hiện tượng tán huyết. Cái biến chứng thứ hai là tán huyết thì mệt mỏi, da vàng, mắt vàng và tăng bilirubin trong máu. Cái biến chứng thứ ba là cái biến chứng tại chỗ. Biến chứng tại chỗ thì thường cái tình trạng mà đi cầu nhiều lần quá, đi tiêu nhiều lần quá, thì nó liệt cái cơ vòng hậu môn đi, nó làm trơ đi, cơ vòng hậu môn nó không có còn co thắt được nữa, thì bệnh nhân cứ tự sổ ra chứ không có kiểm soát được cái tình trạng đi cầu. Hồi đầu thì mất rặng nhưng mà sau này không kiểm soát được. Rồi một biến chứng tại chỗ nữa, nó có thể nhiễm độc tới vùng đại tràng, nó giãn đại tràng ra, thì nhiễm độc nó phình đại tràng, và biến chứng nặng hơn nữa là nó thủng luôn đại tràng gây viêm phúc mạc và đe dọa tới tính mạng của bệnh nhân. Nếu mà mình không có chữa trị kịp thời và mình không có phát hiện sớm thì những trường hợp đó có thể tử vong. Ngoài ra thì nó tùy theo cái tình trạng độc lực, nó có thể nhiễm độc thần kinh. Nhiễm độc thần kinh nó biểu hiện như thế nào? Nó không có phải là tình trạng sốt như là cái bình thường, mà nó biểu hiện là tình trạng tăng thân nhiệt, co giật, hôn mê. Tuy nhiên những cái tình trạng biến chứng thần kinh này nè, thì khi mà mình điều trị tốt, nó sẽ trả lại tình trạng bình thường, cái trí tuệ bình thường. Một cái biến chứng nữa là biến chứng tại tim mạch. Vậy thì hiện nay trong y khoa đã có những cái phương pháp điều trị như thế nào về bệnh lý trực trùng thưa bác sĩ? Cho nên trong giai đoạn hiện nay về vấn đề điều trị tổng quan có 3 vấn đề. Thứ nhất là phải điều trị bù nước và điện giải, nâng đỡ thể trạng cho người bệnh. Thì bù nước và điện giải thì những trường hợp mà nhẹ thì người ta cũng không quan tâm nhiều, người ta chỉ cho là uống cái gói Orezon, là cái dung dịch thay thế cho dung dịch huyết tương sinh lý của cơ thể con người. Cái thứ hai là nếu mà trường hợp người bệnh uống không có được, có thể do nôn ói hay là do mệt mỏi quá uống không được, thì người ta dùng đường cưỡng bức, người ta truyền dịch. Đấy, dung dịch mà mình thường truyền có thể là dung dịch đẳng trương thôi, lactate zinger hay là natri chlorua hay là dung dịch gluco 5%. Thì tất cả những dung dịch đó đều có thể sử dụng. Rồi, ngoài cái bù dịch đó thì về vấn đề dinh dưỡng cũng không kém phần quan trọng trong cái điều trị của bệnh lý trực trùng. Tại vì những cái người mà bệnh lý trực trùng thì nó có nhiều cái khả năng là bệnh nhân ăn uống kém, là kém hấp thu, là tăng dị quá nè, rồi cái tổn thương đó nó tăng tiết, nó mất chất đạm nữa, thành ra phải hỗ trợ dinh dưỡng là cái điều rất là cần thiết và nó rất hữu ích, góp phần cho cái thành tích trong quá trình điều trị. Một liệu pháp thứ ba nữa là liệu pháp kháng sinh. Thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể gửi lời khuyên đến quý vị khán giả để có thể tránh được bệnh lý trực trùng không ạ? Cho nên về cái ý thức của con người rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải có cái nhận thức rằng là cái vệ sinh cá nhân nó góp phần quan trọng, có thể nó loại trừ được cái tình trạng bệnh lý trực trùng. Cho nên là về vấn đề cung cấp nước sạch, cung cấp nguồn nước sạch là cái vấn đề quan trọng. Thứ hai là ý thức cá nhân phải là ăn chín uống sôi, vệ sinh thực phẩm tốt, và cái cụ thể là như thế nào, phải rửa tay trước khi ăn và phải sau khi đi vệ sinh xong mình cũng phải rửa tay, tại vì cái mầm lây của nó là từ người sang người mà. Thứ ba là nói chung mình có tình trạng dinh dưỡng tốt thì nó sẽ đẩy lùi được cái tình trạng. Đúng như là bác sĩ vừa chia sẻ thì ngay từ khi còn nhỏ chúng ta cũng đã được học về các bước để rửa tay đúng không ạ? Việc giữ vệ sinh thật tốt cũng là một điều quan trọng để tránh được bệnh lý trực trùng. Cảm ơn các thông tin ngày hôm nay của bác sĩ rất là bổ ích về bệnh lý trực trùng, và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham dự chương trình. Cảm ơn Kim Oanh. Cảm ơn khán giả xem đài.